Ron DeSantis cùng Nikki Haley hâm nóng sàn tranh luận CNN. Hoa Kỳ phối hợp với Anh Quốc tấn công Houthi ở Yemen. Nam Phi nói rằng cuộc tấn công của Hamas không cho phép Israel có quyền phản công ở Gaza. Chính phủ Hoa Kỳ bị nghi ngờ đơn phương tuyên bố tăng viện trợ ở Gaza, bỏ qua hội thoại với nội các của Israel. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Safe States, toàn cảnh Hoa Kỳ do Trillium Reports thực hiện. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Theo hãng tin Straight Arrow News, thì thống đốc Florida Ron DeSantis cùng cựu đại sứ Nikki Haley đã mặt đối mặt trong đêm tranh luận trên đài CNN vào ngày 10 tháng 1, tạo ra một bầu không khí được nhận định là với cảm xúc dâng trào, để lại nhiều giây phút căng thẳng đáng nhớ. Cả hai đã tranh luận về nhiều vấn đề quan trọng đối với cử tri Cộng hòa, bao gồm an ninh biên giới, hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh chống Nga, chính sách nhập cư, chính sách phá thai, nền kinh tế, cùng những vấn đề xã hội đáng chú ý khác. Ông DeSantis đã đặc biệt chú trọng vào khối cử tri tài phiệt của bà Nikki Haley và cảnh báo rằng bà sẽ sớm muộn đặt quyền lợi của những cử tri này cao hơn so với cử tri còn lại, theo đó bỏ rơi các cử tri thông thường. Phản bác luận điệu này, bà Nikki Haley đã cáo buộc ông DeSantis đang có thái độ như người ở bước đường cùng, sẵn sàng nói dối để hạ bệ đối phương. Cả hai đã tố cáo người còn lại dối trá về hồ sơ hoạt động chính trị của mình, nhưng lại đồng ý rằng lý ra cựu Tổng thống Trump phải có mặt trên sàn đấu cùng họ để trực tiếp hùng biện. Cựu Tổng thống Trump thay vào đó đã có mặt tại một cuộc họp hội đàm trực tiếp với cử tri trên đài Fox News. Trong cuộc nói chuyện của mình, ông đã bày tỏ phong thái tự tin về khả năng chiến thắng tại hai tiểu bang bầu cử sớm là Iowa và New Hampshire, cũng như đã bày tỏ sự bất mãn của ông về nhiều chính sách và vấn đề mà ông tin là đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn dưới chính quyền của Tổng thống Biden, bao gồm an ninh biên giới, tầm vóc của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế, kinh tế và chiến lược đối ngoại. Nói về diễn tiến tại tòa án New York, Tổng thống Trump dự kiến sẽ vẫn xuất hiện tại các phiên tòa kế tiếp, nhưng vẫn giữ vững cương lĩnh mình không làm gì sai và cam kết sẽ đấu tranh đến cùng để rửa sạch tên tuổi của mình tại phiên tòa mà ông vẫn luôn cáo buộc là một cuộc săn phù thủy điên cuồng được tạo lập và lèo lái bởi chính quyền đương nhiệm để ngăn cử tri bầu cử cho ông. Hoa Kỳ cùng Anh Quốc vào ngày 11 tháng 1 đã thực hiện một chuỗi các cuộc tấn công đầu tiên và tài sản chiến tranh của nhóm khủng bố Houthi tại Yemen kể từ khi nhóm này gây biến động tại khu vực eo biển Bab el-Mandab thuộc Biển Đỏ. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, nhóm khủng bố Houthi đã tấn công khoảng 27 lần vào nhiều hãng tàu hàng thương mại cùng các chiến hạm khác của nhiều nước, trong đó có các chiến hạm thường trực của Hoa Kỳ ở Biển Đỏ. Mặc dù Houthi đã tuyên bố chỉ tấn công các hãng tàu hàng có liên quan đến Israel, theo điều tra từ các bên độc lập và kiểm định an ninh hàng hải, thì hầu hết các tàu hàng bị tấn công không hề có mối liên kết nào đến Israel. Hoa Kỳ đến thứ Năm cho hay, Houthi trong đợt tấn công gần nhất tại vịnh Aden đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống tăng, được dự đoán là do Iran trực tiếp cung ứng. Nguồn tin mật tại thông tấn Reuters chia sẻ, một phát biểu chính thức từ các bên thực hiện cuộc tấn công sẽ được sớm ban hành trong nay mai. Trong phiên tòa quốc tế đầu tiên xét xử vụ kiện Nam Phi tố tụng Israel tội diệt chủng ở dải Gaza, một trong các luật sư của Nam Phi đã lập luận rằng những hành động của Hamas không là tiền đề cho sự phản công mà Nam Phi miêu tả là hành động diệt chủng tàn bạo đối với người dân Gaza của Israel. Trong phân tích của mình, một số chuyên gia Israel cùng những chuyên gia khác đã nhận định rằng Nam Phi đã có sự né tránh tương đối rõ rệt về vai trò của Hamas trong cuộc chiến chống khủng bố của Israel tại dải Gaza, từ đó như đang cố gắng vẽ nên một bức tranh mà sự tàn sát người dân của Hamas là không quan trọng và rằng Israel đang nỗ lực hủy diệt người dân Gaza một cách không phân biệt, chứ không phải phản công theo hình thức tự vệ, chống lại những hành động tàn bạo của nhóm khủng bố Hamas, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng trong ngày thảm sát lịch sử 7 tháng 10. Việc khởi kiện hành động phản công của Israel chống lại Hamas của Nam Phi cũng đã bị Ngoại trưởng Antony Blinken lên án là vô căn cứ trong một phát biểu trước đó. Nói cách khác, theo các nhà phân tích sớm nhất, thì việc thiếu cân nhắc tính diệt chủng dành cho hành động tàn bạo của Hamas trong ngày thảm sát 7 tháng 10, nhưng lại tăng cường thái độ chỉ trích dành cho chính quyền Israel, đặc biệt ở thời điểm khi mà hơn 130 con tin Israel vẫn còn đang bị Hamas giam giữ, chưa kể còn có những bằng chứng cho thấy người dân Gaza đã tố cáo Hamas hành hung mình như thế nào, đã khiến các luận điểm của Nam Phi bị nhận định là một dòng tâm sự ủng hộ khủng bố hơn là một lập luận đầy đủ bằng chứng,
như một nỗ lực viết lại lịch sử, thiếu đi sự nhìn nhận về gọng kìm kiểm soát của Hamas tại dải Gaza, cũng như đã thiếu đi sự cân nhắc các hành động nhân đạo mà Israel nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo và chứng kiến của các bên thẩm định như Hoa Kỳ, để bảo toàn tính mạng của người dân Gaza. Dự kiến nhóm luật sư Israel sẽ có mặt tại phiên tòa vào ngày 12 tháng 1 để phản bác cáo buộc của Nam Phi. Theo các chuyên gia, phiên tòa cùng Nam Phi sẽ có thể gặp những bất ngờ mới do sự xuất hiện của các bằng chứng tình báo mới, cùng các bằng chứng chưa bao giờ được tiết lộ trước đó, với kỳ vọng sẽ giúp Israel đặt ra câu hỏi ngược lại phía Nam Phi rằng, nếu Israel là một nước với mục tiêu diệt chủng, thì tại sao lại có những bằng chứng chứng minh điều ngược lại, với rất nhiều bằng chứng trong số đó được cung cấp bởi chính người dân Gaza. Mặc dù hai nước Hoa Kỳ cùng Israel vẫn đang có sự hợp tác tương đối chặt chẽ, Hoa Kỳ trong hành động gần nhất đã chọn ưu tiên dòng chảy nguồn viện trợ tại dải Gaza và có dấu hiệu đơn phương gia tăng nguồn viện trợ này mà không thông qua nội các của Israel. Theo báo cáo mới nhất từ tờ tin tức Israel toàn cầu, thì đài 12 của Israel trong sáng thứ Tư cho hay Ngoại trưởng Antony Blinken sau chuyến thăm với Qatar đã đến Israel và thông báo sẽ gia tăng viện trợ vào dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah mà không thông qua hội đàm chính thức với nội các của chính quyền Thủ tướng Netanyahu. Các dự đoán xung quanh tiến triển này cho đến nay bao gồm việc quyết định này đã được tham khảo trước đó và đồng thuận chỉ bởi các nguyên thủ chủ chốt nhất như giữa Ngoại trưởng Blinken, Thủ tướng Netanyahu cùng Tổng thống Biden, chứ không phải các quan chức Israel khác. Tuy nhiên, sự tham gia của bất kỳ quan chức nào trong quyết định này đến nay vẫn là một dấu hỏi, với một quan chức cấp cao của Israel phải thốt lên rằng tuyên bố là một điều khác lạ. Theo lệnh viện trợ mới, thì số lượng xe tải viện trợ bột thức ăn cùng các nhu yếu phẩm khác sẽ được gia tăng gấp đôi. Một trong những nhà phê bình lớn nhất dành cho quyết định này là phóng viên Joseph Hadaf, một phóng viên Israel gốc Ả Rập. Anh quan ngại việc cho phép 150 xe viện trợ chở đầy bột vào Gaza, đứng trước các bằng chứng do chính người dân cùng nhiều bên khác cung cấp cho thấy Hamas sẽ chắc chắn kiểm soát nguồn hàng này ngay từ lúc chúng vào cửa khẩu là một việc đáng xấu hổ và ô nhục, phơi bày sự yếu đuối và tính bất hợp lý. Anh nói thêm rằng, chúng ta sẽ không thể đánh bại Hamas bằng cách này. Hãy tỉnh dậy và hiểu rằng chúng ta đang sống ở Trung Đông. Hãy thay đổi lối suy nghĩ đã đưa chúng ta vào tình trạng trớ trêu này. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Toàn cảnh Hoa Kỳ ngày hôm nay. Mời quý vị đón theo dõi những bản tin đáng chú ý khác thông qua phần gợi ý cuối chương trình. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị cùng Trillium Reports. Chúc quý vị một ngày thật an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.